Mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi trưa ngày 20 tháng 12. Thì đến clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu cùng giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được cần thiết cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha. Để mai mốt còn lên những clip tiếp theo thì gửi đến cả nhà mình ha. Hôm nay là rất là nhiều sản phẩm đẹp đây. Giống như ngày hôm nay là có cặp đèn châu Âu nè, cặp chân nến hoa hồng ha, có cây tiền cốc nữa nè, đó, cực kỳ đẹp, có gồng nữa nha, cực kỳ đẹp của ngày hôm nay nha. Đặc biệt là hôm nay mã số 1 và mã số 2 là hai sản phẩm rất là đẹp mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong nội dung ngày hôm nay. Mã số 1 đầu tiên giới thiệu với cả nhà mình, hôm nay em có về được một tượng thiên thủ thiên nhãn, cực kỳ đẹp, cực kỳ lớn nha, và lần đầu tiên sưu tầm được thì gửi đến cả nhà mình ha. Tượng này rất là lớn, em có cân trước rồi nha, khoảng là 32 kg, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem này, rất là đẹp. Bỏ qua tượng này thì rất là tiếc nha, cực kỳ đẹp ha. Ở đây là mã số 1 trong video ngày hôm nay. Mã số 1 là một tượng thiên thủ thiên nhãn, chất liệu bằng đồng, nặng 32 kg, rất là to. Đây cả nhà mình xem đây, rất là thần thái nha, rất là đẹp. Đây là mã số 1 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình. Đó, sau đây là em sẽ đo chiều cao cho mình tiện theo dõi tượng này ha. Tượng trong mã số 1 của ngày hôm nay. Đây, chiều cao tổng thể của tượng là lên gần có khoảng là 65 nha cả nhà mình nha. Đó, em đo thứ cho em kéo cho cả nhà mình xem ha. Có khoảng 65 cm. Rồi, bề ngang của tượng. Ở bề ngang của tượng phía sau, hộ sau là lá đề là có khoảng là 52, rất là to khủng nha cả nhà mình ha. Đây được xem là một những tượng cực kỳ đẹp, chất liệu bằng đồng, rất là nét từng chi tiết. Đây cả nhà mình xem đây, nặng tới 32 kg. Được mã số 1 này thì bên em có giá giao lưu với mình là 25 triệu đồng cho mã số 1. Có trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Đây là mã số 1. Rồi mã số 2 là một tượng Phật chuẩn đề, cực kỳ đẹp. Mã số 1 là thiên thủ thiên nhãn. Rồi mã số 2 của ngày hôm nay là tượng Phật chuẩn đề nha. Tượng này cũng rất là nét, rất là đẹp luôn. Tượng này thì em có cân cho mình rồi nha. Tượng này là khoảng gần 13 kg, 12 kg rưỡi á, chất liệu bằng đồng, cũng rất là nét. Bỏ qua những tượng này thì rất là tiếc nha. Ở đây cả nhà mình xem đây, tượng này thì thôi khỏi chê luôn ha, quá trời đẹp luôn nha. Quay cái khuôn mặt cho cả nhà mình xem trước ha, rồi sau đó là đo kích thước cho mình nha. Đây cả nhà mình xem đây, đây là mã số 2 trong video ngày hôm nay, chất liệu bằng đồng đó. Và tượng mã số 2 đây em đo kích thước cho cả nhà mình xem tượng mã số 2 trong video ngày hôm nay thì chiều cao tổng thể là khoảng 55. Rồi bề ngang phía sau lá nặng lá đẹp sao là có khoảng 35, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng là 12 kg rưỡi. Và có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 2 trong video hôm nay đó là một tác phẩm như thế này là 9 triệu rưỡi là bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà mình ha. Đây là mã số 2 trong video hôm nay. Và tiếp theo mã số 3 thì giới thiệu với cả nhà mình một cái trống đồng được giác vàng. Đó, đây là tại vì em để quay cho cả nhà mình tiện theo dõi ha. Đây là một cái trống đồng được giác vàng lên nha, còn mặt giác vàng mặt ngoài thôi, còn mặt trong thì giữ nguyên cái màu đồng cũ luôn nha, lên đen xanh thời gian, cực kỳ đẹp. Và chiều cao tổng thể của cái trống này là khoảng là 20-29 cm. Rồi miệng đáy mà số 3 này, miệng đáy là 35. Ở đây mặt trống đây cả nhà mình xem, được giác vàng lên nha, chứ không phải là mạ vàng nha, giác vàng cực kỳ đẹp ha. Giác vàng lên, đây là mặt trống đây đó. Và tiết qua văn trên đây thì khỏi chê ha, cực kỳ đẹp. Và cái mặt trống là để em đo cho cả nhà mình xem ha. Mặt trống là có khoảng là 30 đó, phủ bì là 30 nha, rất là to và được giác vàng lên đây. Đó, đây cái trống đồng được giác vàng lên, rất là to khủng ha. Đây cả nhà mình xem nha, rất là bự nha,
và cái trống đồng giác vàng như thế này. Bên em có giá Zalo với cả nhà mình là 9 triệu đồng, 9 triệu đồng cho mã số 3 có trong video hôm nay. Đây là mã số 3 ha, trống đồng giác vàng. Ở đây là mã số 3 đây. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì hôm nay bên em giới thiệu với các nhà mình còn được một cặp đèn. Đây, em quay nhầm xem ha. Đây là một cặp đèn, cặp đèn châu Âu nha. Một cặp đèn Pháp. Chất liệu á, đế là cái đế dưới là bằng đá. Đế dưới này là đế đồng, thân đá. Bầu là thủy tinh. Bóng là thủy tinh. Đây là mã số 4 trong video hôm nay. Và chiều cao tổng thể 75. Ở bề ngang là tổng thể là có khoảng 16. Và dòng cái bầu là cỡ khoảng là 48. Cực kỳ đẹp. Đây là mã số 4 có trong video hôm nay. Và mã số 4 này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp đèn như thế này là 6.800.000. 6.800.000 bao luôn phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 4 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi mã số 5 trong video hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình, đây là một tượng quản gia nha. Đây là một tượng quản gia đang ngồi trên ghế mây, cực kỳ đẹp. Đó, và đặc biệt cái ghế này lúc lắc để cả nhà xem ha. Rất là đẹp nha. Đây là tượng quản gia ngồi ghế mây, mã số 5 trong video hôm nay. Và tổng trọng lượng của tác phẩm này khoảng 8 kg. Và chiều dài tổng thể của mã số 5 rơi vào khoảng là 36 cm, rồi chiều cao là khoảng 20 nha. Chất liệu bằng đồng, cực kỳ đẹp. Đây là ông quản gia ha. Ông quản gia đang ngồi chéo ngoẩy ha, một chân thì đạp lên trên cái bao tiền đây. Một tay thì cầm cây quạt, một tay cầm cái cây tẩu. Đó, chất liệu bằng đồng. Ngồi trên ghế mây, cực kỳ đẹp. Quản gia giữ tiền. Đó, và tác phẩm này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi cho tác phẩm quản gia. Quản gia ngồi ghế mây của ngày hôm nay. Đây cả nhà mình xem. Rất là đẹp ha. Ông rất là dễ thương nha, rất là ngộ nghĩnh, rất là đẹp. Chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 5 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 trong ngày hôm nay thì gần Tết rồi. Bên đây là có giới thiệu với cả nhà mình đây một cái dĩa chân mâm ngũ quả có chạm gồng phụng trên đây. Đây cả nhà mình xem, rất là đẹp. Chất liệu bằng đồng. Cái này Tết mình có thể bày mâm ngũ quả hoặc là mình có thể bày bánh mứt lên đây nha. Rất là đẹp. Đế là bằng đồng luôn đây. Toàn bộ đều bằng đồng. Đặc biệt là có chạm gồng phụng. Đây là mã số 6. Tổng trọng lượng là khoảng 2,2 kg. Rồi đường kính là tầm có khoảng là 33. Chiều cao là có khoảng là 12, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái dĩa gồng phụng như thế này, có giá giao lưu với cả nhà mình. Đó, đây là một tác phẩm cực kỳ đẹp nha, có giá giao lưu cả nhà mình chiều gửi cho mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7 là một cặp chân nến hoa hồng cô gái ha. Chân nến hai cô gái đang cầm một cái hoa hồng trên đây, cực kỳ đẹp. Đó, chân nến hai cô gái có hình ảnh hoa hồng ha. Tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 34, bề ngang là có khoảng là 11, chất liệu bằng đồng và cặp chân nến hoa hồng. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000, bên em bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. Rồi đem để lên cho nhà xem ha. Chân nến hai cô gái. Chân nến hoa hồng nha. Chất liệu bằng đồng, cực kỳ đẹp. Đây, cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp giúp em ha. Bao gồm có hai tượng hình ảnh cô gái với hoa hồng, rất là hay đây. Rồi tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 thì hôm nay còn được một tượng này, thiên thủ thiên nhãn, chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 32. Bề ngang là có khoảng là 21 cm. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem. Rất là đẹp ha. Và tác phẩm này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.600.000, chất liệu bằng đồng xưa nha, bao cả nhà mình chuẩn xưa luôn, rất là đẹp. Đây là mẫu số 8 có trong video ngày hôm nay. Đây là mẫu số 8 ha. Ở mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ mình nha. Số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay còn được một con rồng. Đó, một con rồng rất là to. Đây, con rồng rồng phủ tiền như ý. Đây là một con rồng rất là to nha. Tay đây đang cầm một quả châu. Đang nằm trên một cái gậy như ý ha. Ở dưới là ảnh là túi tiền. Tổng trọng lượng là 9 kg. Chiều dài tổng thể là 36. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 28 cm. Chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này là 3.800.000.
bên em bao ship toàn quốc nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ ha, địa chỉ là ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem nha và lựa chọn những sản phẩm mà mình ưng ý nhất ha. Đây là mã số 9. Rồi mã số 10. Số 10 trong video ngày hôm nay là một cái cây tiền cốc chiêu tài hút lộc. Đây là một cái cây tiền rất là to. Ở trên lưng là có hình ảnh một chú cốc khổng lồ đây. Đây cả nhà mình xem ha. Xung quanh là có những cụ cốc con rất là đẹp. Đây là mẫu số 10 trong video ngày hôm nay. Đó, ở đây cả nhà mình xem ha. Mẫu số 10 nha. Đó, cây tiền cốc to khổng lồ. Và cây này tổng trọng lượng là khoảng 5 kg. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 30, bề ngang tổng thể là 30, chất liệu bằng đồng. Một cái giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái cây tiền cốc như ý là 3,5 triệu. Cho mã số 10 trong ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 thì hôm nay bên em còn được một cái nồi đồng. Ở đây là một cái nồi đồng chuẩn xưa luôn nha. Rất là đẹp. Đây là một cái nồi đồng xưa có tổng trọng lượng là cây này khoảng 1,8 kg thôi, đặc biệt là có nắp luôn. Chiều bề ngang tổng thể là có khoảng là 20-24. Rồi chiều cao là có khoảng là 13, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 11. Và mã số 11 của ngày hôm nay, cái nồi đồng có giá giao lưu với cả nhà mình. Cái nồi đồng chuẩn xưa ha, lành tích nha, liền lạc. Cái giá giao lưu của mình là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng cho ngày hôm nay. Ở đây là mã số 11. Rồi mã số 12. 12 của ngày hôm nay, bên em còn được một cái ấm trà con chuột rất là độc lạ. Đây cái này làm xem ha, đây là ảnh con chuột nha, là cắm trà ha. Hai bên này đế ha, có chuyện luôn. Và cái này tổng trọng lượng là khoảng 1 kg thôi. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 16 cm, bề ngang là có khoảng 14, chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình 950.000 cho một cái ấm trà con chuột của ngày hôm nay. Đây cả nhà mình xem ha, rất là đẹp nha, cái ấm con chuột. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ ha. Đây cắm trà con chuột mã số 12. Tiếp theo mã số 13. 13 cũng là một cái ấm rất là độc lạ luôn. Đó, cái ấm có hai cái bộm. Đây. Có quai gỗ luôn ha, chất liệu bằng đồng. Cái ấm này mã số 13 thì chiều cao tổng thể là khoảng 19 cm. Bề ngang là 15. Có tổng trọng lượng á là khoảng 850 gần 900 g. Có giá giao lưu với cả nhà mình 1 triệu đồng ha cho một cái ấm này. Có hai cái bộm hai bên, cắm đồng xưa ha, mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. Hôm nay là em còn được hai tượng văn thù Phổ Hiền Bồ Tát, chất liệu bằng đồng. Hai tượng này rất là đẹp nha. Mình cố để lên cây cân cho nó vừa cho cả nhà mình xem tượng của hai vị Bồ Tát ha. Một người cởi trên voi, một người cởi trên lân. Chất liệu bằng đồng xưa nha. Hai tượng này rất là to. Hai tượng này về trọng lượng á là tầm có khoảng là 13 kg. Đó, cho hai vị Bồ Tát của ngày hôm nay ha. Văn thù Phổ Hiền, chất liệu bằng đồng. Một người thì cởi trên một lần, người cởi trên voi, chất liệu bằng đồng. Về chiều dài tổng thể của hai tượng này á là tầm có khoảng là 20-29. Rồi, chiều cao tổng thể là 30, chất liệu bằng đồng xưa nha. Văn thù Phổ Hiền Bồ Tát. Và hai tượng này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 6 triệu đồng ha. 6 triệu đồng cho hai tượng. Đây là mã số 14 có trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 14 nha, Văn thù Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 là một con rồng. Đó, một con rồng ôm quả đất, ôm quả địa cầu, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 15. Và chiều dài tổng thể là 37. Rồi chiều cao là 31, chất liệu bằng đồng. Đó, và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này. Rồng ôm quả địa cầu. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc. Đây là mã số 15. Rồi mã số 16. 16 là một cái đỉnh Pháp Lam, chất liệu bằng đồng. Đây là một cái đỉnh đồng Pháp Lam rất là đẹp. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 23. Đó, bề ngang là 18. 17, thân là 17. Có hình ảnh các vị Phật trên đây, đồng Pháp Lam. Đây cái nào xem ha, các vị Phật ha. Trên đây là lân nha. Hai bên là như ý, hai bộm. Chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình cái đỉnh Pháp Lam như thế này là 2,2 triệu, đỉnh đồng Pháp Lam mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 là một cái đỉnh thần voi nha. Cái đỉnh rất là to, một cái đỉnh voi. Mã số 18 có tổng trọng lượng là 2 kg,
chất liệu bằng đồng. Và chiều cao của đỉnh hòn vo này rơi vào khoảng là 29. Rồi bề ngang là có khoảng là 20 chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh hòn vo như thế này là 1.900.000. Trên đây là hình ảnh con voi nè. Ở dưới là hình ảnh lân nữa nè, hai cả nhà mình xem ha. Ba dưới là ba chân voi. Đế có chuyện luôn. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình 1.900.000 cho mã số 18. Ở đây là mã số 10, 17. Rồi mã số 18 cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Đó là hình ảnh là trái đào nha, cua kẹp đào. Dưới này là đế tiền. Chất liệu bằng đồng, cực kỳ đẹp. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 24. Rồi chiều cao là 20. Chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình. Tác phẩm này là 1.900.000, bao luôn phí ship toàn quốc. Đây là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà mình vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ bên Đồ Cổ Cần Thơ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.